làm ăn mà không lo làm phúc, nên tới lúc phúc nó hết. Phúc nó hết rồi thì cái việc làm ăn không suôn sẻ nữa. Cho nên khi một người làm ăn phải luôn luôn biết làm phúc đi kèm, thì cái phúc đó nó cứ nuôi cái việc kinh doanh của mình nó tồn tại mãi. Còn cái người cứ lo làm ăn, không bao giờ lo làm phúc, thì đến lúc phúc nó hết rồi, cái cơ hội làm ăn sẽ luôn tàn. Cái người mà nói câu đó là đúng nhân quả, thì cái này là chính đạo hay tà đạo? Chính đạo, ta nên nghe theo.